Rồi, ok, thưởng công chào quý anh chị xem video ha. Nay thì sáng giờ khách lại nhà sửa 3-4 cái người ha. Là 10 người cây hay cái máy không là 5 cái máy có ha. Dưới đây cái máy mới của anh khách đặt luôn ha. Anh này thì anh ở là anh Tâm, anh ở là Tân An, Long An ha. Đó, nó sẽ gồm của cái cò bóp này ha với dây mát này luôn. Đó, máy của anh đặt 12 vít lớn ha, mạch vàng. Đó thì đây cục pin 350B đang sẽ sẻ gối cho khách ha. Đợt trước thì anh Đủ qua nhà lấy được, anh này gần nhà anh Đủ anh chỉ mua ha. Thì giờ anh đặt luôn ha, mình soạn pin 350B gồm sạc với pin đây ha. Sạc 30B, pin 350B giá 12.500.000 ha. Đó này với đang sắp xếp gửi những cục hàng ha, máy móc thì cũng còn ít đây. Đó anh em ta gửi tới chưa giải quyết được đây, 4-5 đơn nữa. Còn lần kia thì mình sắp xếp được 6-7 đơn gì đó ha. Đó. Thì cũng sẽ cho đi ha. Còn pin 350B 24B này nãy mình cộng lại là tiền vốn nó là pin là 1 triệu lẻ mấy ha, tại 130.000 viên nhân cho 8 là 3 triệu mấy rồi. Cái hộp 200.000 ha, cái này thêm 250. Với cục sạc với ba đô 250 nữa ha. Đó là nó gồm khoảng 1 triệu 7 ha. Đó. 1 triệu là tiền pin à, cộng sơ là khoảng 1 triệu tiền pin. Còn cái hộp là 200.000. Là 1 triệu 2, 1 triệu 4 50. Ha, với cục sạc 150, 1 triệu 4 50 với cục sạc 50A là 150 là 6 triệu 6 ha. Cái này là 1 triệu 7 ha. Đó. Nó 1 triệu 7 ha, cần tiền vốn trong bộ trong 1 triệu 7, giờ mình bán cho anh em là 1 triệu 7 luôn, bao ship luôn ha, bán là lấy tiền vốn rồi thôi. Bên này là giờ 24B ha. Cái này chạy là mạch 40 MOSFET ha, 40 MOSFET chạy được mấy cơ máy tử hết luôn. Bên này giờ cỡ 24 A thì cỡ cũng bình 25-30A anh em ban á. Đó, thì hiện tại bây giờ là đang lên được là 3 cục, 5 cục ha. 5 cục. Còn bên xanh này anh em ta mua nhiều đang còn cục cuối ha. Bên xanh này giờ 45-44B là giá 2 triệu 7 nhận được ha, gồm sạc 10B với ba lô. Anh em nào cần thì 5 cục này bán ha, giá nó 1 triệu 7 luôn ha, bao tới tay anh em luôn. Sạc 5A với cái ba lô luôn ha, bán không lời ha, bán không lời là bán lấy vốn lại thôi. Đó, anh em ưng thì cái alo trực tiếp luôn. 24B ha, mình nói rồi ha, pin đó là 24B. Đó, còn những pin 50B thì bảo hành 2 năm ha. Đó, giá nó khác, 3 triệu rưỡi bảo hành 2 năm, chạy hai mạch đôi ha. Đó. Còn pin bên đây là đủ dung lượng ha, bên đây là pin 45A, 60A ha, test xong hết rồi ha. Thành phẩm đủ dung lượng thì giá của nó ha, pin 45A 2 triệu 7. 60A là 3 triệu rưỡi ha, bán lấy tiền công. Dòng 4X thì rẻ tiền, bán chỉ lắp lấy tiền công thôi. Còn pin này bán không lời luôn ha, bán không lời luôn. Đó, thì anh em ngồi cộng tiền đi, giờ pin 130 này nhân cho 8 ha. Cái hộp với vỏ cọc đồng như này kia nọ, đồng hồ nó là ra, với dây vọng hàng là ra hết 200.000 nữa ha. Là triệu 2, cái mạch 250 là triệu 4 50.000. Với một cái cục sạc 150, cái ba lô 250 nữa là cộng là triệu 6, triệu 7. Vậy bán cho anh em là triệu 7 luôn ha, bao tới tay luôn. Đó, vui nhanh gọn lẹ ha. Anh em cần cái alo trực tiếp